Bây giờ chị sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái cuộn băng rôn màu đỏ này ra để làm nơ trước. Sẽ gấp hai kẹp hai cái nơ vào một nha. Dây màu đỏ này để mình có thể làm nơ bình đồng lên trên to nha.
mọi người video sau mình đừng quên là like, share, subscribe kênh của mình để mình có thể ra được nhiều video.